khách không? Dạ. Em có khách không? Cũng được được anh ạ. Đéo là quyển sổ anh mua đâu. Làm cho chúng mày tử tế rồi mày gặm nốt vào quyển sổ này à? Thể hỏng thì mới được mua sổ mới chứ anh. Dạ. Quên. Anh nhận lấy bao nhiêu cái ạ? Anh được quần cái gì ạ? Cái chỗ này ly với Khánh ăn hết này. Hôm nay ngồi anh tự nhiên mình bán. Dạ. Đây em tặng anh mà. Em bảo tặng anh 7 cái được, còn cái đủ cả sạc lẫn tay nghe. Không không, được rồi em tặng. Nhìn với quần đồng 8 cái cho chắc anh, 8 cái em nhé. Ok anh, ok, em chào anh. Cái dây cuốn sạc tai nghe kia là khách mua nhiều 10 20 cái thì mình tặng tính tiền. À. 10 20 cái tính tiền. Okay. Còn khách lấy 5 cái 7 cái mà ấy thì mình tặng cho khách. Máy của ai đấy? Của em mới mua anh ạ. Cái gì? Em mới mua. Máy nó của ai đây vợ ơi? Láo vứt dậy nhờ. Bố láo anh mua máy để dùng em. Bố láo anh như này chỉ dùng được con 7 bờ lớp mà mày còn dám chơi nghênh ngang mà mày chơi cả ít em mắc chứ gì đâu, tiền mà chỉ cần xin là được. Thế nhà không có nóc còn thế giờ bây giờ mày phải dùng con máy này, khách đi vào người ta nhìn người ta cười ỉa đái vào mặt anh nhỉ? Hả? Ỉa là sao thế... anh máy em không dùng. Thế cái ốp này là ở đâu? Nhà mình ạ. Lấy trả tiền chưa? Em giả rồi, anh lấy em giảm nhân viên 15% thì em giả 135.000 rồi, kê bán 150. Kính cường lực. Kính cường lực Samurai. Cây này gắn 250, cái mà hôm trước anh khoan đấy. Trường hợp này là kính cường lực là Samurai 250. Vâng. Ốp 150 không được giả. Sao lại không anh? Lý do là hỗn láo mất dạy. Là anh đâu còn dùng được có con 7 blood. Vâng. Mà mày còn dám chơi cả ít nhất mắc như thế. Tại sao bọn nó anh giảm thì bọn nó em lại không được giảm? Bởi vì chúng nó dùng máy xấu hơn anh, còn thằng nào dùng đẹp hơn anh là đéo được. Được chưa? Có cái lý do hay lắm nhở. Con XS Max này thì anh bảo vâng là từ mai để ở nhà để hoặc này. Là cầm ra cửa hàng thì vâng phải giữ khư khư như mèo giữ cứt vào, đừng để mà anh nhìn thấy. Ví dụ đang nằm ở cửa hàng như này anh sẽ đặt nó như này đó. Ví dụ là như thế thôi, nó ví dụ thôi. Không ví đâu anh ạ, đừng ví. Còn cái tội mà riêng con máy XS Max này buổi mai anh cứ nhìn thấy hở ra cái nào anh đập chỗ đấy luôn. Nhìn đâu anh đập đấy. Mày cứ đút cho người là đút, đừng có để ra ngoài. Cái tội là bố láo mất dạy, nhà phải có nóc. Chứ không phải là mày nhân viên rồi dùng máy đẹp hơn cả ông chủ, bố láo quá, thế nó không được. Thì ai mà anh mua đi, tiền mà, mình nhà mình có điều kiện mà. Cái này đéo được rồi thật. Vợ ơi, mai cho tiền mua XS Max quá. Con này mua mới bao nhiêu? Em mua 31. 31. Thôi nhìn thứ nước bọt đấy xem độc có hỏng không. Con này mà giờ mà thế này anh thả xuống. Thôi anh thả mày, anh đừng thả mày em. Mày có lần mày móc tiền giả đủ vào cửa hàng ốp 150. Kính 250 là 400. 400 nhanh. Anh không giảm giá 1.000 nào để mặc cả một câu vắt ông thả luôn. 400 gì? 400. Đây. Mày nhớ mà, đây cảnh cáo nhá, để phát hiện đây ông phải thả luôn. Anh đọc đây này, kính này nó làm sao nhưng mà nó lung linh kiện bên trong.